Happy Life xin chào quý nhà đầu tư. Sau đây là điểm tin tài chính tổng hợp từ ngày 4 tháng 1, 2022 đến 7 tháng 1, 2022. Quốc tế. 1. Về tình hình dịch bệnh thế giới. Tuần qua, thế giới đã ghi nhận gần 303,8 triệu ca nhiễm COVID-19, gần 5,5 triệu người tử vong. Tốc độ gia tăng số ca nhiễm tuần này tăng mạnh so với tuần trước. Omicron vẫn đang gieo rắc nỗi lo lắng trên toàn cầu khi số ca nhiễm được ghi nhận tăng nhanh chưa từng thấy. Australia tuần này lần đầu ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm nCoV một ngày. Ca tử vong cũng ở mức cao nhất từ sau đỉnh dịch Delta năm ngoái. Tình trạng quá tải hệ thống y tế cũng xảy ra tại Anh. Quốc gia này cũng đã phải triển khai binh sĩ hỗ trợ các bệnh viện ở London khi ca nhiễm Omicron gia tăng khiến nhiều nhân viên y tế nghỉ làm vì ốm. Khu vực châu Âu hiện đang chịu trận nặng nề nhất. EU hôm 6 tháng 1 vừa ghi nhận 1 triệu ca nhiễm một ngày, con số quá kinh khủng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng cảnh báo sẽ sai lầm nếu xem biến chủng này là nhẹ. Omicron dường như ít nghiêm trọng hơn so với Delta, đặc biệt ở những người đã được tiêm chủng. Nhưng điều đó không có nghĩa nó nên được phân loại là nhẹ. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO nói trong một cuộc họp báo tại Thụy Sĩ hôm 6 tháng 1. WHO cũng cho biết thêm, sở dĩ biến chủng này lây lan vô cùng nhanh chóng do sự kết hợp của nhiều yếu tố. Đầu tiên là những đột biến giúp virus bám dính vào tế bào của người dễ hơn. Thứ hai là tình trạng được gọi là né tránh miễn dịch. Điều này đồng nghĩa với việc mọi người vẫn có thể nhiễm virus ngay cả khi từng nhiễm hoặc đã tiêm chủng. Tình hình giờ đang khó lường hơn rất nhiều và sự cảnh giác, tránh chủ quan nên được đề cao. 2. Về tình hình đối ngoại, chính trị thế giới. Tình hình chính trị đối ngoại thế giới tuần này không có nhiều thông tin đáng chú ý. 3. Về tình hình kinh tế thế giới. Vấn đề phần đông nhiều nhà đầu tư và nhà kinh tế quan tâm chính là khả năng cao Fed sẽ bắt đầu tăng lãi suất vào tháng 3 2022 để kiềm hãm lạm phát. Trong tuần qua, chỉ số hồi phục COVID-19 Nikkei Asia cho thấy sự phân hóa lớn giữa khu vực châu Á và phương Tây khi Mỹ và nhiều nước châu Âu chịu tác động lớn khi biến thể Omicron khiến số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt, còn châu Á thì thăng hạng. 4. Về tình hình tài chính thế giới. Dầu, giá dầu tuần này đã có một tuần thăng hoa, tăng mạnh trở lại vượt mốc 80 đô la. Các nước OPEC tuần này đồng ý sẽ giữ nguyên kế hoạch nâng sản lượng dầu từ tháng 2 2022, từ đó thổi một làn gió tích cực tới giá dầu. Thêm một nguyên nhân nữa củng cố đà tăng của giá dầu trong tuần này chính là do tình hình bất ổn leo thang ở thành viên sản xuất dầu Kazakhstan thuộc OPEC cùng sự gián đoạn nguồn cung ở Libya. Hiện tại giá dầu đang đóng cửa tại mức 81,81 đô la. Vàng. Nếu trong tuần cuối cùng của năm 2021, giá vàng đóng cửa thành công ở mốc 1.800 đô la, thì trong tuần này, giá vàng có những biến động lớn, quay trở lại dưới mức 1.800 đô la. Ngay từ phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng sụt giảm hơn 1%. Cũng như mọi khi, chúng ta dễ dàng tìm được lời giải thích cho những biến động của giá vàng trên các mặt báo. Lúc giảm thì lợi suất tăng, đồng USD mạnh hơn và tâm lý ưa thích rủi ro được cải thiện đang thúc đẩy chứng khoán, qua đó gây áp lực lên thị trường vàng. Còn lúc tăng thì những lo ngại xung quanh biến thể Omicron dẫn đến dòng tiền trú ẩn an toàn đổ vào vàng. Còn có một lý do chính tác động tới thị trường vàng trong tuần này, chính là biên bản cuộc họp Fed hôm 5 tháng 1 cho thấy các quan chức đã thảo luận về việc thu hẹp lượng nắm giữ tài sản và nâng lãi suất sớm hơn dự kiến để chống lạm phát. Nói chung, thị trường vàng hiện tại có vẻ khá nhạy cảm trước những thông tin. Hiện giá vàng tuần này đang đóng cửa ở mức 1.796,635 đô la trên một ounce. Bitcoin. Mây đen vẫn bao phủ thị trường tiền số trong tuần này khi hàng loạt đồng tiền ảo đã giảm mạnh. Đồng tiền kỹ thuật số có một giá trị lớn nhất hiện tại, Bitcoin, tuần này tiếp tục giảm so với tuần trước, quay về ngưỡng 41.000 đô la. Nếu tính từ đỉnh 69.000 đô la hồi tháng 11, 2021,
thì Bitcoin đã mất tới 40% giá trị. Nhiều nhà đầu tư tiền số đang bàn tán rằng mùa đông đang đến với thị trường tiền số. Thế nhưng, ở chiều ngược lại, một số tay to lại nhận định khác. Ví dụ như Goldman Sachs, tuần này cũng lên tiếng rằng Bitcoin sẽ tiếp tục chiếm thị phần của vàng và đạt mức $100,000. Đây là một phần trong xu hướng chung của sự chấp nhận ngày càng rộng rãi đối với tài sản số. Cho dù tăng giá là vậy, năm qua cũng là một năm vừa thăng hoa của thị trường, nhưng cũng có không ít nút trầm. 14 tỷ đô la là con số mà tội phạm tiền kỹ thuật số đã cưỡng mất trong năm 2021 trên toàn thế giới. Lợi dụng sự phát triển và được chấp nhận ngày càng rộng, các tội phạm này đã tinh vi lừa những nhà đầu tư thiếu hiểu biết. Thế mới nói, không phải cái gì trông có vẻ thơm đều là cơ hội tốt. Tính đến trưa thứ Bảy ngày 8 tháng 1, 2022, Bitcoin đang giao dịch ở mức 41,8 ngàn đô la. Chứng khoán. Chứng khoán Mỹ mở bát tuần đầu tiên giao dịch của năm 2022 đầy biến động. Chỉ số Dow Jones sau khi thiết lập mức đỉnh cao mọi thời đại vào hôm thứ Hai, 3 tháng 1, 2022, đã phải quay đầu giảm điểm trước những thông tin không mấy tích cực. Đã bán tháo các cổ phiếu công nghệ của các quỹ đầu cơ đã diễn ra trong tuần này, khiến chỉ số Dow Jones, S&P 500 hay Nasdaq giảm mạnh trở lại. Một trong những nguyên nhân lớn của đợt giảm điểm này chính là do ngại lãi suất tăng. Mức độ lo ngại của các nhà đầu tư tiếp tục được đẩy lên sau khi biên bản cuộc họp Fed hôm 5 tháng 1 vừa qua đã cho thấy sự cứng rắn hơn trong việc đẩy nhanh quá trình thu hẹp gói tapering cũng như tăng lãi suất trong năm nay. Có thể nói, lạm phát tăng mạnh ở nhiều nơi đang buộc các ngân hàng trung ương gồm Fed phải thắt chặt hoặc tiến tới thắt chặt chính sách tiền tệ, đe dọa nguồn thanh khoản dồi dào vốn là động lực cho sự tăng giá của nhiều tài sản. Nếu Fed quyết liệt như vậy thì khả năng là mùa đông sẽ đến sớm hơn trên toàn cầu khi Fed tăng lãi suất và lợi suất trái phiếu cũng đang cao, nói chung là khó hơn. Chỉ số Dow Jones tuần này đóng cửa ở mức 36.231,67 điểm. Trong nước. Một, về tình hình dịch bệnh trong nước. Tính đến sáng ngày 8 tháng 1 2022, tổng số ca nhiễm của Việt Nam đã hơn 1,85 triệu ca. Số ca nhiễm tuần này vẫn còn tăng khá mạnh so với tuần trước. Sau nhiều tháng chống dịch và tiêm vaccine miệt mài, nước ta cũng đã đạt được những thành tựu nhất định. Từ chỗ tiêm vaccine rất thấp, Việt Nam đã vượt lên là một trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ vaccine cao nhất thế giới, theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Thành phố Hồ Chí Minh cũng thành vùng xanh, cũng như số ca tử vong do COVID-19 được ghi nhận là thấp nhất trong 6 tháng qua. Tuy nhiên, với việc chủng Omicron hoành hành khắp thế giới thời gian vừa qua, thì chúng ta cũng không nên chủ quan. Cho dù đã tiêm vaccine, cũng đừng quên duy trì và tuân thủ quy tắc 5K+1, bao gồm 5K theo chỉ dẫn của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, không tập trung, khai báo y tế, khoảng cách an toàn và thêm một chữ K nữa là không chủ quan. 2. Về tình hình chính trị đối ngoại trong nước. Tình hình chính trị nước ta tuần này không có nhiều điểm đáng chú ý. 3. Về tình hình kinh tế trong nước. Kinh tế nước ta tuần này có một vài thông tin đáng chú ý sau. Ngay từ đầu tuần, Quốc hội nước ta đã khai mạc kỳ họp bất thường. Một trong những nội dung chính mà nhiều nhà đầu tư và kinh doanh quan tâm và bàn tán trong tuần này chính là gói hỗ trợ kinh tế lớn hơn 350.000 tỷ. Điểm nhấn của gói hỗ trợ này chính là giải pháp tài khóa có quy mô lên tới 291.000 tỷ. Phần lớn khoản chi này tập trung vào việc chi đầu tư phát triển. Có thể thấy, đây là động thái quyết liệt của chính phủ trong việc vực dậy nền kinh tế sau khi bị tàn phá nặng nề hồi quý 3/2021. Thị trường bất động sản nước ta năm nay cũng đón nhận những điều kiện kinh doanh mới khi chính phủ vừa ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2022. Trị giá xuất khẩu gạo sang EU tăng mạnh khi nước ta hưởng lợi nhờ tận dụng các ưu đãi từ EVFTA. 4. Về tình hình tài chính trong nước. Vàng. Giá vàng nước ta tuần này đang được giao dịch ở mức 61.750.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng so với cuối tuần trước. Chứng khoán.
năm mới, kỷ lục mới. Đó là những gì được truyền tai nhau khi ngay từ phiên giao dịch đầu tiên của năm 2022, chứng khoán Việt Nam đã bứt phá để thiết lập mức đỉnh cao mới. Để đạt được điều này, công lớn nhất thuộc về cổ phiếu vốn hóa lớn. VIX, GAS và VHM đã dẫn dắt VN Index vượt thành công ngưỡng 1.500 điểm. Đà tăng không được duy trì lâu khi những phiên tiếp theo, thị trường chỉ lanh quanh đi ngang với sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm cổ phiếu. Một điểm đáng chú ý về dòng tiền chính là khối ngoại và khối tự doanh trong thời gian gần đây. Theo đó, khối tự doanh tuần này bất ngờ có động thái gom mạnh các cổ phiếu ngân hàng, đồng thời xả dần nhóm bán lẻ và nhóm các cổ phiếu hưởng lợi từ đầu tư công. Còn khối ngoại thì cũng tích cực mua ròng thời gian gần đây. Sở dĩ điều này đáng được chú ý trong thời điểm hiện tại là bởi thông tin về gói hỗ trợ kinh tế 350.000 tỷ đẩy mạnh đầu tư công được thảo luận, thì nhóm ngành ngân hàng cũng là đối tượng được hưởng lợi từ gói hỗ trợ này. Nhiều người hỏi đầu tư công vì sao ngân hàng lại được hưởng lợi? Bởi vì, ví dụ đầu tư sân bay Long Thành đâu phải toàn bộ dùng vốn nhà nước, mà các doanh nghiệp dự án vẫn phải đi vay ngân hàng, cuối năm mới thanh toán. Do đó, ngân hàng cũng được hưởng lợi từ đầu tư công. Cổ phiếu, nhóm ngân hàng, nhờ đó cũng được hưởng lợi. Ông Lê Quang Minh, trưởng phòng phân tích của Murray Asset nhấn mạnh, mặc cho các thị trường tài chính quốc tế không mấy tích cực, nhưng riêng với chứng khoán Việt Nam, chúng ta có quyền nhìn tích cực hơn về xu hướng thị trường hiện tại. Tại sao? Thì vào hành động giá, những bối cảnh kinh tế sẽ thấy năm nay sẽ không còn dễ ăn, cứ mua là thắng như 2 năm vừa qua. Nói chung, đã xác định trở thành một nhà đầu tư thì việc cần làm là bỏ công sức ra nghiên cứu thật kỹ, học về phân tích cơ bản, hiểu nội tại doanh nghiệp, học về phân tích vĩ mô, học về phân tích kỹ thuật, quản trị tâm lý, chứ không nên chỉ nghe ngóng thông tin từ các diễn đàn hội nhóm. Dòng tiền phân hóa trong năm 2022 sẽ là nhân tố giúp sàng lọc ra những nhà đầu tư nghiêm túc, loại bỏ dần những con bạc. Một số thông tin bổ sung có thể bạn quan tâm. Theo một báo cáo triển vọng nhóm ngành thủy sản năm 2022, SSI Research cho thấy rằng nhóm này duy trì đà tăng trưởng tích cực nhưng sẽ thách thức để định giá lại năm 2021, đặc biệt với sự không chắc chắn về các biến thể mới của COVID-19. Việc giá dầu tăng trưởng mạnh trong năm 2021 là điều mang tới cơ hội vô cùng lớn cho các doanh nghiệp trong ngành dầu khí. Tuy nhiên, cũng vì tính đặc trưng riêng của ngành mà các cổ phiếu thuộc ngành này sẽ vô cùng phân hóa. Thông tin về gói đầu tư công cũng đã thổi một làn gió mới vào nhóm các cổ phiếu xây dựng hồi đầu tuần, khi nhiều nhà đầu tư kỳ vọng tích cực rằng nhóm này sẽ là nhóm được hưởng lợi. VN Index tuần này đóng cửa ở mức 1.528,48 điểm. Đến đây thì điểm tin tuần này xin được phép khép lại. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào điểm tin của tuần tiếp theo. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy ấn like, share và bình luận bên dưới cho chúng tôi biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh Happy Life, chọn vào nút chuông thông báo, cũng như theo dõi fanpage Happy Life với chế độ yêu thích để là người sớm nhất cập nhật những thông tin mới nhất về đầu tư, tài chính cá nhân, phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những điểm tin tiếp theo.